chào cả nhà nha. Thủy mời cả nhà ăn hủ tiếu với Thủy nè. Có cái chén nước chấm hấp dẫn cho cả nhà. Ăn sáng thế nào thì đang ngồi ở bà chợ sáng. Đây. Đây là bà chợ sáng cả nhà. Đó. Cái bát là thật nữa chứ không chứ.